Thưa quý khán giả, nhiều con đường nhà nước không thu phí đậu xe, cũng không có biển cấm dừng cấm đậu. Song một số hàng quán ven đường cứ thấy người đi ô tô dừng đậu ở khu vực mình thì bắt đầu tỏ thái độ. Như hình ảnh đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội về một cửa hàng ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhà còn làm ngay một tấm biển đặt trước cửa ghi lại thông điệp gửi cho các tài xế, khiến nhiều người xem bất bình khó chịu. Theo đó, tấm biển được đặt trước một cửa hàng với nội dung phải mất lệ phí 300.000 đồng nếu để xe trước chỗ này. Nhiều người cho rằng việc đặt tấm biển như vậy là không hợp lý. Tấm biển được để ngay trên vỉa hè cũng khiến việc đi bộ của người dân gặp nhiều khó khăn. Ở các đô thị lớn, ai cũng biết đậu xe trên phố chắn trước nhà dân hoặc cửa hàng, cửa hiệu là không ổn. Nhưng đôi khi đây là chuyện bất khả kháng. Tuy nhiên, việc chủ nhà có hành động này có đúng luật hay không? Chúng tôi còn trở lại sau ít phút nữa. Nhịp sống ngày mới sáng nay còn nhiều nội dung đáng chú ý. Áp dụng chính sách mới, tiền lương cán bộ công chức viên chức tăng trung bình khoảng 30%. Nhiều cặp vợ chồng đua nhau săn con vào năm rồng vì cho đó là năm đẹp. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nhiều hệ lụy khôn lường. Đề xuất đầu tư gần 9.000 tỷ đồng hỗ trợ hạ tầng cho đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao ở miền Tây. Quốc hội vừa biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm nay, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 tới. Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Hiện nay, lương khu vực doanh nghiệp chia làm 4 vùng. Vùng 1 là 4.680.000 đồng một tháng, vùng 2 là 4.160.000 đồng một tháng, vùng 3 là 3.640.000 đồng một tháng và vùng 4 là 3.250.000 đồng một tháng. Như vậy, mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp hiện nay là hơn 3.900.000 đồng. Nếu lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp cũng tăng cao hơn mức 3.900.000 đồng hiện nay. Chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương hiện nay. Hiện nay, công chức viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4.200.000 đồng một tháng. Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp bằng lương bộ trưởng cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay. Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30% và 10% tiền thưởng. Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng, thì tiền lương trung bình của công chức viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương, tức 7.500.000 đồng một tháng. Nhiều gia đình lên kế hoạch sinh con trong năm Thìn vì cho rằng đây là năm sinh tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc. Điều này khiến cho số lượng các thai phụ đến khám tại các phòng khám thai và các bệnh viện phụ sản tăng cao trong thời gian gần đây. Từ đầu năm đến nay, tại các bệnh viện phụ sản lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, lượng người từ thành phố và các tỉnh xung quanh đến khám tư vấn sinh con tăng khoảng 50% so với cùng kỳ các năm trước. Dấu hiệu tăng này có từ giữa năm ngoái và tăng cao vào quý 1 năm nay. Các chuyên gia dự báo riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ suất sinh tăng khoảng 20% trong năm Giáp Thìn này. Tại bệnh viện phụ sản Hùng Vương, một trong 4 bệnh viện phụ sản lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi ngày có từ 1.500 người, cao điểm lên đến 2.000 người thăm khám, tư vấn, điều trị, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nhiều cặp vợ chồng, dù không bị vô sinh hiếm muộn, nhưng vì muốn có con năm rồng cũng nhờ đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản.
Bệnh viện dự báo năm nay có thể đón khoảng từ 700 đến 800 em bé chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, tăng gấp đôi so với mọi năm do tâm lý săn rồng vàng. Ăn theo tâm lý có con tuổi rồng, trên mạng xã hội, nhiều hội nhóm săn rồng mọc lên như nấm, thu hút từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn thành viên. Họ trao đổi về các kinh nghiệm mang thai. Thưa quý khán giả, sách là kho tàng tri thức chứa đựng nhiều giá trị nhân văn cao đẹp. Thời gian qua, rất nhiều đơn vị cá nhân tổ chức các hoạt động đưa tri thức từ trang sách đến với cộng đồng. Hội sách Xuyên Việt lần thứ 8 vừa diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng này, để lại nhiều ấn tượng trong lòng bạn đọc. Trong lần trở lại, ban tổ chức gồm các đơn vị xuất bản, phát hành có nhiều hoạt động phong phú ý nghĩa hơn, kéo dài đến tháng 4, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp, tạo thói quen đọc sách ngày càng phổ biến hơn. Hội sách Xuyên Việt dần tạo dựng uy tín qua nhiều đợt tổ chức tại các tỉnh thành phố trên khắp cả nước như Huế, Đà Nẵng, Phú Yên và dần trở thành là điểm bán sách uy tín, chỉ bán sách thật đến với hàng triệu độc giả trên mọi miền đất nước. Trở lại thành phố Hồ Chí Minh lần này, nhiều người có thể mua sách với giá rẻ và ngược lại. Mỗi bạn đọc đến đây cũng góp phần ủng hộ việc bảo vệ bản quyền cho các tác giả, xây dựng văn hóa đọc văn minh trước tình trạng sách lậu, sách photo tràn lan trên thị trường hiện nay. Hôm nay ở đây thì em nghĩ là em cũng đã góp được một phần vào việc mua sách gốc rồi. Tại vì ở giờ ở ngoài đường, ở ngoài tràn lan những sách lậu rồi, sách photo thì em thấy là khá là gọi là không có công bằng cho người viết. Thì em thấy là mua sách ở đây nó vừa rẻ nhưng mà mình lại vừa bảo đảm được cái quyền sở hữu trí tuệ thì rất là tốt. Xuyên suốt hội sách Xuyên Việt lần thứ 8 diễn ra, chương trình góp sách là cơ hội để bạn đọc chung tay xây dựng thư viện tại trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở 3 tầng, tỉnh Quảng Trị. Nhiều năm qua, nhà trường phải sử dụng phòng học để làm thư viện, gây hạn chế về không gian sử dụng cho công tác dạy và học. Hiện thư viện được xây dựng có diện tích 90m², gồm một kho chứa và một phòng đọc, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 4 năm nay. Thông qua hội sách Xuyên Việt đã mang đến những lợi ích cho bạn đọc. Cụ thể là thông qua những xuất bản phẩm hàng ngàn, có thể cả vạn xuất bản phẩm, bổ sung thêm cái lượng xuất bản phẩm cho các cái đơn vị sách tại đường sách hiện hữu, cũng như thông qua cái hội sách này thì có những cái chương trình, có những cái cơ chế về giá, có những chương trình giảm giá, có những chương trình mà ủng hộ cái việc mua sách cho những bạn đọc. Cái hội sách nó cũng giống như là một cái điểm nhấn, nó là một cái sự kiện mà nó sẽ làm cho người ta quan tâm và nó thu hút những người bạn yêu thích sách đó đến với đường sách thông qua cái ngày hội sách Xuyên Việt này. Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 4 sắp tới, có chuỗi giao lưu và trải nghiệm diễn ra xuyên suốt như bàn tròn giao lưu tình yêu sách trong thời đại 4.0, du lịch qua từng trang sách, dạy con gieo mầm cùng con hái quả, hoạt động trải nghiệm lật trang sách mở thế giới, workshop tự tay làm sách chiếu bóng. Sự xuất hiện ngày càng nhiều các sản phẩm nghe nhìn đa dạng hấp dẫn đang tạo ra thách thức lớn cho việc phát triển văn hóa đọc. Thế nhưng để mỗi người trẻ là một đại sứ văn hóa đọc thông minh, rất cần những sự kiện như hội sách Xuyên Việt cùng lan tỏa tri thức, chia sẻ ước mơ. Tài xế giải thích việc lái xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh dầu dây. Đề xuất đầu tư gần 9.000 tỷ đồng hỗ trợ hạ tầng cho đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao ở miền Tây. Thêm một hành động lạ đời trên cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, người đàn ông này bỗng dưng căng dây chặn dòng phương tiện lưu thông khiến hàng chục chiếc ô tô phải dừng lại. Nhiều tài xế xuống xe khuyên nhủ giải thích nhưng người này vẫn nhất quyết không thu dây. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết,
Vụ việc người đàn ông căng dây xảy ra trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đoạn qua xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bức xúc việc đơn vị thi công làm đường nhưng không làm rãnh thoát nước, nên mỗi khi trời mưa thì nước tràn vào nhà. Lực lượng cử cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng công an xã Vân Du để đảm bảo thông đường, tránh ùn tắc. Đây là tuyến đường cao tốc mới làm, nhiều điểm vẫn còn chưa được hoàn thiện. Sau khi được giải thích và làm việc, người đàn ông lập tức tháo sợi dây chắn ngang đường cao tốc. Trong chiều qua, người dân đi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây một phen bất ngờ khi thấy tài xế cầm lái ô tô biển số tỉnh Kiên Giang ngang nhiên chạy ngược chiều trên cao tốc, và dĩ nhiên hành động này không qua mắt được ngành chức năng. Qua xác minh, cảnh sát giao thông xác định ô tô 7 chỗ mang biển số 68A25628 do tài xế Lê Hoàng Dương, 35 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, điều khiển. Ngay trong tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát lập biên bản xử lý tài xế. Người này cho biết do không quen đường nên đi lố. Khi phát hiện đi lạc đường thì quay xe đi ngược chiều để không phải đi xa hơn vòng lại. Với lỗi chạy ô tô ngược chiều trên cao tốc, tài xế có thể bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng, tước bằng lái từ 5 đến 7 tháng, giam xe 7 ngày. Chỉ vì tiết chút thời gian mà tài xế này đặt bản thân và người đi đường vào tình thế nguy hiểm và sau cùng là hình phạt khá nặng về tài chính. Đây cũng là bài học đắt giá mà những người tham gia giao thông rút kinh nghiệm. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tắm biển cố tình để xe trước cửa phải mất lệ phí 300.000 đồng mà chúng tôi có đề cập ở đầu chương trình. Biết là chủ cửa hàng xót ruột cho việc kinh doanh, nhưng theo các quy định pháp luật đối với phần vỉa hè lòng đường trước cửa nhà người dân là tài sản công cộng do nhà nước quản lý. Mà đã là tài sản công cộng thì mọi người đều bình đẳng trong việc khai thác sử dụng. Hiện nay không có một quy định nào trao cho chủ nhà có quyền ưu tiên khai thác sử dụng vỉa hè lòng đường trước cửa nhà mình hơn các chủ thể khác, cũng không có quyền ngăn người khác khai thác sử dụng phần tài sản công này và càng không có quyền chiếm lấy tài sản sử dụng riêng. Nghị định 100 năm 2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt cũng không quy định về việc xử phạt đối với hành vi đậu xe chắn trước cửa nhà người khác. Với trường hợp đậu ô tô chắn trước cửa nhà, hàng quán và các tiểu quán yêu cầu trả tiền giữ xe như vậy là chưa phù hợp. Việc cố tình tự ý thu phí giữ xe trái pháp luật và có những hành vi ngăn cản, đuổi, mắng hay tổn hại đến tài xế cũng như tài sản của họ có thể bị xử phạt. Trong vụ việc tắm biển cố tình để xe trước cửa nhà phải mất lệ phí 300.000 đồng, chỉ vài tiếng được đăng tải trên mạng xã hội, ngành chức năng vào cuộc. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị giao lực lượng công an xử phạt, tháo gỡ tấm biển và nhắc nhở chủ cửa hàng không tái phạm. Hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị về đề xuất triển khai dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp trong đề án 1 triệu hecta dùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Dự án hướng tới phục vụ đề án 1 triệu hecta dùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của chính phủ. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2031 tại 12 tỉnh thành miền Tây gồm An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang và Vĩnh Long. Mục tiêu thúc đẩy sản xuất gạo carbon thấp chất lượng cao tại miền Tây. Kết quả đo được qua các chỉ số như tăng năng suất, sản lượng lúa gạo, thu nhập của nông dân, giảm khí nhà kính và thanh toán tín chỉ carbon. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, đây là dự án trọng yếu cơ bản để triển khai đề án 1 triệu hecta lúa. Trong đó, dự án tập trung vào 4 vấn đề trọng tâm gồm hệ thống thủy lợi, giao thông liên vùng, logistics và cơ giới hóa đồng bộ. Tổng chi phí để triển khai dự kiến khoảng 375 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 9.000 tỷ đồng. Dự án được thiết kế dựa trên 6 nguyên tắc, bao gồm thiết kế và cung cấp gói đầu tư toàn diện và thông minh cho nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng lợi nhuận cho trang trại, hỗ trợ sản xuất của các hộ sản xuất nhỏ bằng cách phát triển và củng cố các tổ chức nông dân và hợp tác xã, huy động nguồn vốn tín chỉ carbon cho các khu vực áp dụng các biện pháp thực hành carbon thấp. Dự án cũng khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân và hỗ trợ phát triển thị trường lúa carbon thấp, tạo ra khung chính sách và kỹ thuật thuận lợi để hỗ trợ sản xuất lúa gạo có hàm lượng carbon thấp.
Ngân hàng Thế giới xác định đây là dự án trọng điểm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để từ đó nhân rộng ra các nước châu Á. Họ cũng đồng ý mua tín chỉ carbon của dự án. Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng phải làm sao đến tháng 8 hoặc tháng 9 năm nay phải có mô hình điểm để sau đó nhân rộng đồng loạt ở các tỉnh thành tham gia. Thưa quý vị, khi lúa ngoài đồng đồng loạt được thu hoạch, cánh đồng mênh mông trơ trọi với đám rạ khô cũng là lúc những con vịt tràn đồng mót lúa. Chạy đồng là cách nuôi vịt truyền thống của người dân miền Tây từ xa xưa, đến giờ vẫn còn duy trì bởi nó giúp người nuôi tiết kiệm rất nhiều chi phí mua lúa, thức ăn nếu phải nuôi nhốt. Khi sắp vào mùa thu hoạch, người nuôi vịt liên hệ với các chủ ruộng đặt chỗ trước. Do vụ đông xuân thu hoạch xong, nông dân không gieo xạ vụ mới ngay mà chờ mưa xuống nên vịt được đi ăn đồng kéo dài vài tuần. Nuôi vịt chạy đồng là nghề rất vất vả vì có nhiều gia đình, vợ chồng con cái phải đùm túm đi theo đàn vịt như chú mục. Đổi lại, lợi nhuận cao hơn nhiều so với nuôi nhốt. Vừa qua mùa hoa mận, rễ cao Bắc Hà Lào Cai lại khoác lên mình màu áo trắng tinh khiết khi hoa lê bung nở. Khắp các thung lũng trên đồi cao, trong vườn nhà, phủ trắng hoa lê, khung cảnh đẹp mộng mơ khiến du khách nao lòng. Bắc Hà được ví như cao nguyên trắng ở Lào Cai, sắc trắng tinh khôi của hoa lê làm du khách đắm say, mê mẩn đến ngỡ ngàng mỗi khi ghé thăm. Thời điểm này, hàng ngàn gốc lê mọc thành hàng san sát nhau bung nở trắng xóa, khiến cả khu rừng như khoác lên mình tấm áo bông tuyệt đẹp. Mùa hoa lê thường kéo dài từ cuối tháng 2 dương lịch và kết thúc vào cuối tháng 3. Hoa lê có nhiều cánh mỏng màu trắng tinh khôi, nở thành từng chùm. Hoa có mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết, tạo cảm giác thư thái cho người thưởng thức. Với vẻ đẹp đặc trưng núi rừng, hoa lê trở thành biểu tượng của Bắc Hà, thu hút du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng mỗi năm. Các món ăn thức uống hot trend như trà chanh giả tây, bánh đồng xu hay trà sữa đất nung vừa hạ nhiệt, thì gần đây những người trẻ rủ nhau đi tìm một loại đồ uống được đựng trong ống tre. Từ hình thức độc đáo mới lạ, thức uống này được đánh giá tích cực từ hương vị thơm ngon hòa quyện với mùi tươi của tre và góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, thân thiện với môi trường. Sau khi xem được mô hình thức uống đựng trong ống tre trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thanh Hương, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, mày mò thực hiện. Từ hình thức mới lạ, bắt mắt, các thức uống đựng trong ống tre của chị thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm. Em mua là tại vì nó độc lạ, với lại mình không có sử dụng bằng ly á chị. Mình thay bằng ống tre á. Em thấy nó lạ hơn là đựng với ly bình thường nên là em nghĩ nó ngon hơn. Các ống tre được nhập chủ yếu từ Đắk Lắk. Đốt tre có độ dài khoảng 16cm, rộng 5cm và vỏ được mài nhẵn đẹp mắt. Vì là sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên nên ống tre tươi buộc phải phơi nắng mỗi ngày thì mới không bị mốc và hư hỏng. Người ta bán chỉ là tre khô thôi, mình về là mình phải chà cỏ rất là kỹ, phơi nắng 2-3 lần rồi chà thêm một lần nữa mới đem ra bán. Một phần là vì nó độc lạ, với một phần có lẽ thì nó sẽ gần gũi với môi trường hơn là ly nhựa. Với tiêu chí bảo vệ môi trường là hàng đầu, một ống tre được tái sử dụng khoảng 5 lần hoặc hơn tùy vào cách bảo quản. Ống tre có thể tái chế để trồng cây, đựng nước uống, trang trí nhà cửa. Uống cho ống tre em cảm thấy thích hơn, lại cảm giác nó ngon hơn, với lại nó cũng góp phần bảo vệ môi trường nữa, nó độc lạ nữa, thấy nó hay hơn. Em nghĩ là sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ tại vì nó mang tính độc lạ với bảo vệ môi trường nữa. Những thức uống quen thuộc bỗng trở nên bắt mắt qua màu sắc xanh tươi của ống tre, làm cho nhiều bạn trẻ thích thú, muốn một lần được trải nghiệm. Quán sử dụng ống tre đựng nước uống nhằm hạn chế ly nhựa là điểm cộng trong mắt nhiều người, nhất là những khách hàng yêu thích lối sống xanh. Nội dung vừa rồi khép lại nhịp sống ngày mới của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.